Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao chủ trương loại bỏ tư duy quản không được thì cấm cũng chỉ là nói cho vui. Ngày 21 tháng 10, trước khi các đại biểu quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu tân chủ tịch nước, Tổng bí thư Tô Lâm đã có một bài phát biểu quan trọng trước quốc hội. Trong bài phát biểu, ông Tô Lâm đã thẳng thắn nhìn nhận, trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay thì thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Đồng thời ông Tô Lâm đã nhấn mạnh dứt khoát bỏ tư duy, quản không được thì cấm, và đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Theo giới quan sát, vấn đề dứt khoát bỏ tư duy, quản không được thì cấm mà ông Tô Lâm nêu ra nghe rất hay và hợp lòng dân. Nhưng đây không phải là điều gì mới mà đã từng được nêu ra trước đây hơn 10 năm. Cụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập tới nhiều lần và sau đó các lãnh đạo Việt Nam cũng lặp đi lặp lại. Cụ thể, tháng 3 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ra điều kiện cho hai doanh nghiệp kinh doanh vận tải Uber và Grab. Nếu không đáp ứng được yêu cầu thì phải rời khỏi Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, tuyên bố của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đưa ra nhằm để gây sức ép, buộc Grab và Uber phải chấp nhận một số điều kiện của Bộ Giao thông Vận tải. Theo bà Lan, Bộ trưởng Thể nói theo kiểu ép buộc, nhận thì nhận, không nhận thì thôi. Trong lúc Việt Nam đang háo hức muốn tham gia vào cách mạng công nghiệp 4.0, tại sao lại ngăn cản như vậy? Nhưng quan trọng là vấn đề quản không được thì cấm, được nêu ra xong thì bỏ đấy. Ngay bản thân cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hồi đó cũng chỉ nói mà sau đó không làm gì cả. Bằng chứng là vấn đề cá độ bóng đá đã trở nên phổ biến ở Việt Nam từ nhiều năm qua, dù theo luật pháp đây là hoạt động bị cấm. Và đây là hình minh quả công an bắt một sòng cờ bạc chui hồi đó dưới thời Tô Lâm làm bộ trưởng công an, một số đại biểu quốc hội đã từng đề nghị chính phủ cho hợp pháp hóa chuyện cá cược để quản lý chặt chẽ hơn và thu được thuế. Cụ thể là ngày 10 tháng 8 năm 2022, tại phiên chất vấn của quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đại biểu Phan Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp đã đặt vấn đề và đề nghị Bộ Công an cho phép thực hiện kinh doanh về cá cược để quản lý những người muốn hoạt động mà phải lén lút. Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, Bộ Công an ủng hộ làm việc này để giảm bớt tình trạng bất hợp pháp. Nhưng cuối cùng, Tô Lâm không làm gì để thay đổi. Công luận thấy rằng, nhà nước cấm triệt để nhưng cấm được hay không là cũng là chuyện của nhà nước. Tuy nhiên, nếu nhìn sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á hay kể cả ở Việt Nam, nhà nước cho phép mở các sòng bài cho người nước ngoài nhưng vẫn cấm người Việt Nam vào chơi. Hậu quả là người Việt Nam phải tìm cách sang các nước Campuchia, Lào, Thái Lan để đánh bạc. Hồi đó, Bộ Công an của Tô Lâm đã đưa ra lời lẽ biện hộ rằng ngành công an không đủ lực lượng để quản lý, nhưng công luận cũng nhận thấy rằng nếu Bộ Công an nỗ lực thì người Việt không phải qua các nước láng giềng đánh bài và nhà nước sẽ thu được lượng tiền thuế không hề nhỏ. Và đây là hình minh họa một phiên họp quốc hội Tuy nhiên, sự thật của đằng sau sự thờ ơ có chủ ý của ngành công an, đó là vấn đề lợi ích nhóm. Nếu cho hợp thức quá cá độ, số đề, thì lực lượng công an sẽ mất quyền làm luật với rất nhiều các tổ chức cờ bạc đang tồn tại chui. Năm 2018, hai cụ tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã bị khởi tố bắt giam do nhận hối lộ hàng chục tỷ từ trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương để bảo kê đường dây đánh bạc online là một minh chứng. Tóm lại, nếu loại bỏ tư duy quản không được thì cấm thì làm sao các cán bộ lãnh đạo có thể kiếm chắc được? Bởi vậy, Tổng bí thư Tô Lâm hiện nay cũng chỉ nói cho vui mà thôi, và điều đó cho thấy ông là người có khiếu hài hước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Vì sao chủ trương loại bỏ tư duy quản không được thì cấm cũng chỉ là nói cho vui? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc muốn đưa Việt Nam quay trở lại quỹ đạo kiểm soát. Ngày 22 tháng 10, AFI tiếng Việt bình luận, yếu tố Trung Quốc trong lựa chọn nhân sự cấp cao Việt Nam. Theo đó, ngày 21 tháng 10, Đại tướng Lương Cường được bầu làm chủ tịch nước với số đại biểu quốc hội tán thành tuyệt đối 440 trên 440 phiếu để thay cho ông Tô Lâm đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch nước của ông Tô Lâm trong vỏn vẹn 5 tháng. AFA cho biết, 10 ngày trước khi được bầu làm chủ tịch nước, ông Lương Cường đã đến Bắc Kinh gặp Tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm với bí thư ban bí thư tránh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. Và đây là hình bài trên AFA. Tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, đề nghị hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, giao lưu trên kênh đảng, triển khai tốt các cơ chế đối thoại trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. AFI cũng cho biết, việc ông Lương Cường đến Trung Quốc ngay trước khi được bầu làm chủ tịch nước, được một số nhà quan sát chính trị cho rằng có yếu tố Trung Quốc trong việc sắp xếp nhân sự thượng tầng Việt Nam. AFI dẫn phân tích của luật sư Đặng Đình Mạnh từ Hoa Kỳ cho rằng, Điều này không còn là bí mật gì nữa, khi tất cả các cán bộ nguồn đều bị buộc phải trải qua các khóa học kéo dài 2 năm tại Trung Quốc. Báo chí hầu như không đề cập đến chi tiết gì khác, ngoài dòng tin rất vắng tắt. Thế nhưng, với giới thạo tình, chuyến đi của ông Lương Cường sang Trung Quốc là để nhận sự đề cử và chỉ thị từ phía Trung Quốc. Trong trường hợp lãnh đạo có xuất thân từ mối quan hệ sâu sắc như vậy với Trung Quốc, chúng ta khó mà mong chờ gì về một đường lối đối ngoại tự chủ của Việt Nam cũng như sự cải cách về chính trị nếu nó đi ngược lại với chủ trương khống chế Việt Nam của Trung Quốc. Và đây là hình ông Lương Cường và ông Tập Cận Bình. AFA dẫn nhận định của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada cho rằng sự xuất hiện của ông Tô Lâm trên trường quốc tế với tư cách là chủ tịch nước Kim tổng bí thư như một nguyên thủ quốc gia có tầm ảnh hưởng trong các diễn đàn đa phương đã gây lo ngại cho Trung Quốc. Với việc công khai ủng hộ quan hệ sâu sắc hơn với phương Tây Ông Tô Lâm dường như đang đi ngược lại lợi ích chiến lược của Bắc Kinh. Việc ông Lương Cường lên thay Tô Lâm vào đúng thời điểm này có thể là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đã thành công trong việc cô lập phe cải cách ở Việt Nam. Trung Quốc không muốn Việt Nam tiến gần hơn với phương Tây và sẽ tìm mọi cách để duy trì ảnh hưởng của mình tại Hà Nội. AFI lưu ý, không chỉ ông Lương Cường sang Trung Quốc trước khi nhậm chức chủ tịch nước, chuyện giới lãnh đạo cao cấp Việt Nam sang thăm Trung Quốc trước khi thăm chính thức Hoa Kỳ cũng là điều được dư luận bàn tán. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Cụ thể, chỉ hai tuần sau khi nhận chức tổng bí thư ngày 18 tháng 8, ông Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Ông Tô Lâm miêu tả mối quan hệ song phương này là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và gọi chuyến thăm này là sự tái khẳng định việc đánh giá cao quan hệ với Trung Quốc của đảng và chính phủ Việt Nam. Theo AFA, báo chí nhà nước Việt Nam cho biết, mục đích của chuyến thăm Trung Quốc là để củng cố và duy trì ổn định trong các quan hệ song phương, lót đường cho việc giải quyết những bất đồng giữa hai bên và đóng góp xây dựng một môi trường hòa bình và ổn định. AFA cho biết thêm, trước ông Tô Lâm, tháng 4 năm 2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sang Trung Quốc gặp Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi sang thăm chính thức Hoa Kỳ vào tháng 7 cùng năm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung Quốc muốn đưa Việt Nam quay trở lại quỹ đạo kiểm soát. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.